Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Shiro Win, Shiro của Takimi. Rất vui vì đã được gặp nhau trong clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại sở tối sau ạc Tết, chúng là vẫn như quen thuộc thôi. Thì ngày hôm qua thì mình cũng đã có nói rồi, thì hôm nay clip tiếp nối của từ ngày hôm nay cho đến mùng 10 thì vẫn sẽ là những clip gọi là sau ạc Tết nha anh em. Hôm nay thì là mùng 7 nha. Rồi, vẫn là còn trong mùng Tết cho nên mặc dù là đối với có thể có rất là nhiều anh em, đối với anh em chỉ là mùng 1, mùng 2, mùng 3 là Tết thôi. Còn lại từ mùng 4 trở đi thì cũng không còn Tết nữa. Nhưng đối với mình có mùng là còn Tết, cho nên từ hôm nay là mùng 7, mùng 8, mùng 9 và mùng 10 thì nói chung là những ngày còn lại vẫn sẽ còn là Tết. Anh em vẫn còn sẽ được nghỉ học cho đến khi nào mà nhà trường thông báo đi học lại, đúng không? Hợp lý. Cho nên hôm nay thì nói chung là vẫn tiếp tục với clip số hạt nha. Chúc anh em một cái Tết thật là vui vẻ. Rồi ok. Bạn nào chưa like chưa subscribe thì nhấn like subscribe nha. Thì bây giờ cũng không muốn làm mất thời gian nhiều của anh em, cho nên bây giờ mình sẽ đến ngay với các bạn đầu tiên luôn. Còn clip trước thì mình đã sau đến bạn Hoàng Phúc rồi, cho nên hôm nay mở đầu clip thì sẽ là bạn Võ Thành Nhân. Bạn Võ Thành Nhân với avatar là một nhân vật anime thì phải. Chắc là vậy, một cô gái, một cô bé anime đeo kính và miệng đang hạ ra. Không biết là làm gì đây, nhưng mà khuôn mặt có vẻ đang phê. Nhìn khuôn mặt có vẻ đang phê lòi. Rồi, chúng ta cùng xem thử coi bạn Võ Thành Nhân này, con ặc của bạn sẽ như thế nào nha anh em. Yo yo. Ok, mình đã quay trở lại và ặc của bạn Võ Thành Nhân này có một điều rất là đặc biệt. Nói chung là chơi Benson 568 nha anh em. Đấy, web chính của chúng ta. Và điều đặc biệt đó chính là con ặc này chơi ở server 1 Luffy của 568. Server đầu tiên của 568 nha anh em. Wow, một server nói chung là khởi nguồn và mở đầu của mọi thứ, cho nên rất là gọi là vi diệu luôn anh em. Bạn nào có chơi chung server thì có thể lại comment để nhận hỏi hàng bà con các kiểu nha. Bây giờ chúng ta cùng chờ, cùng xem thử coi ạc của bạn như thế nào. Ok, ạc thì tên là Nhân luôn, đúng với cái tên Facebook của bạn là tên là Nhân. Cấp 144, lực chiến là 7.4 triệu. Ok, lực chiến là 7.4 triệu nha anh em. Cấp 144, VIP 10. Cấp 144 mà được chiến 7.4 triệu thì cũng rất là mạnh đấy nha anh em. Tính ra là mạnh đấy, khá là mạnh luôn đấy chứ. Nếu so về con ngạc bên tân thủ của mình, ngạc Black Kisame của mình thì như cũng đã đạt cấp 150, hơn cấp 150 rồi, nhưng mà lực chiến vẫn mới 3 triệu. Quá linh, thật yếu vãi. Cho nên con ngạc này cấp 144 thôi, 7.4 triệu là thực sự là quá kinh dị đó anh em, quá mạnh luôn. VIP là VIP 10 nha anh em. Rồi chúng ta cùng xem chỗ nạp thẻ. Thì hiện tại với cái số tiền tổng cộng đã nạp vào là 27.679.000. Nói chung là cũng gần 30 triệu rồi anh em. Cũng là một số tiền lớn đấy. Rồi, hiện tại đang cưỡi con Motobaro và mình thấy có một cái danh hiệu khá là đẹp. Anh em để ý thì đây là một danh hiệu của con Boa vào thời trẻ nha anh em. Đây, vạn quà Tết, kết lộc xuân, thách thức thời gian. Đây là con Boa thời trẻ nha. Nhìn rất là baby và xinh gái luôn anh em. Cái đoạn này giống như kiểu bị còn bắt lúc mà cái đoạn còn bị bắt và bị làm nô lệ cho Thiên Long Nhân ấy. Đúng rồi, ok. Rồi, thì vẫn như quen thuộc mình sẽ sau những thứ mà mình sau như series xếp hạng thôi. Ui, cái gì? Violin, xếp hạng gì mà xa xăm vậy? Xếp hạng đẳng cấp là xếp top 485 anh em à. Violin thật. Nhưng mà về đấu trường thì xếp top 45, nói chung cũng nằm trong phạm vi top 50 đổi lại, cho nên rất là ok nha. Về danh vọng thì top 578, treo thưởng là 584 và phó bảng là 378. Mấy cái xếp hạng này thực sự là rất là cao luôn, mấy trăm không à. Oh my god, nhưng mà được cái là đấu trường này. Đấu trường là cái chỗ mà thể hiện đúng với bản chất của con ạc này anh em, là xếp top 45 nha anh em, rất là ngon. Nhưng đây là một server cũ, rất là cũ, thậm chí là mát cũ luôn rồi. Tại vì đây là server đầu tiên mà anh em, rất là cũ kỹ. Rồi, tiếp theo mình sẽ về tinh bàn nha. Hiện tại đang chơi tinh bàn là Thiên Kiếm Giả. Tinh linh thì hiện tại đang có 3 con Lucifer, một con Berry và một con Đinh. Đấy, nói chung là 3 Lucifer cũng được này. Con Đinh này thì, Đinh này là con tinh linh cùi nhất rồi, cho nên cũng không cần phải nói nhiều nữa. Nói chung là nếu mà có tinh linh ngon thì thay thế thôi. Ok, tiếp theo đó là về pet thì hiện tại đang chơi con Megalo. Con này là một con cá mập và con này cũng khá là ngon nha anh em. Ngon, nói chung là ngon hơn bay mát nè. Rồi thậm chí là hình như là ngon hơn cả cái con gì luôn nè. Salom các kiểu là ngon hơn luôn nè. Con này chắc là chỉ thua giật long thôi anh em. Thua giật long với thua con gì nữa ta. Con gì mà mình có nè. Con Akisame mình đang chơi là con chơi con gì ta. À, Cerberus. Thua Cerberus nha anh em. Rồi, ok. Tiếp tục thì chúng ta sẽ sau về Bích Phụ. Quên coi Bích Phụ. Bích Phụ thì đang chơi bò tên lửa nha anh em. Con này thuộc dạng cân bằng, tức là ba hệ số đều đồng đều. Tiếp theo là về cờ hải tặc thì
một số cái cờ thôi, cũng không số lượng cũng không nhiều lắm. Ok, cũng không nhiều lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục với đo đồng đội luôn nha. Thì nhân vật chính thì là ui căng đấy anh em, căng đấy, căng đấy, cũng căng đấy. Thiên phú ít ít trừ nha, vật công ít ít trừ, quá dữ luôn. Hai cái nhân vật chính là cấp 5 nha, còn lại những thứ khác thì mình cũng không nói tới, tiết kiệm thời gian thôi. Vật công ít ít trừ nên em khá ngon. Tiếp theo đó là về đồng đội tiếp theo là cây da. Cây da thì ma công được ít luôn, ghê, đó là ghê vãi đái cho anh em, ngon quá nhờ. Lori Benzer có mặt ở mọi mặt trận, và thậm chí là ma công của Lori Benzer là 3 ít trừ luôn anh em, quá dữ. Rồi, Dolph Flamingo thì chiêu 2 ít trừ. Tuy nhiên thì tam công cũng được 2 ít trừ luôn. Nguyên riêng riêng cái ma công là 2 ít cộng luôn anh em, ghê thiệt. Ui, có Long Hồn luôn đây. Cái Long Hồn cũng 2 nha anh em, quá tuyệt vời. Long Hồn này sinh ra dành cho Mingo rồi, cho nên cũng không còn gì phải nói. Tiếp theo là Buget. Thì anh Buget này thì cũng được cái vật công là 3 ít không dấu, chứng tỏ là nó còn hơn cả Lo này. Đấy, 3 ít không dấu nha anh em. Và cuối cùng là Sabo 3 ít cộng, chứng tỏ Sabo là người thiên phú cao nhất team. Vét quý tộc luôn, cường hóa 27. Cái này thời trang khá là ngon, tuy nhiên thì anh em cần phải có rất là nhiều thủy tinh thời trang để anh em cường hóa nha. Chứ nếu mà không có thủy tinh thời trang cường hóa thì nó rất là phế. Và nếu anh em có thể để ý thì cái này tăng lực chiến cũng sẽ không nhiều nha, chủ yếu là tăng thiên phú. Tăng thiên phú, tăng máu, tăng hệ số. Chứ lực chiến thì cũng không tăng bao nhiêu đâu. Ok, như vậy là Sabo là có một cái thiên phú ngon nhất là 3x cộng, chuẩn bị lên 4x trừ nha. Mình nhớ không nhầm như 4x trừ là màu xanh lá cây đúng không? Hình như vậy. Nhớ không nhầm 4x là xanh lá cây. Rồi. Rồi, một số cái trác quỷ thì để mình coi cái gì đặc biệt không? Mingo có Long Hồn này. Thằng Buget này thì cũng không có gì hết, những cái trác quen thuộc thôi. Rồi, ok. Tiếp tục thì mình sẽ đi đánh vài trận nha. Rồi. Một con hạt thì mình sẽ sau đơn giản rồi thôi. Đây là series sau hạt Tết nên mình cũng không sao chi tiết nhiều. Để mình dành thời gian cho những con hạt sau nữa nha. Rồi. Đấu trường đầu tiên mình đánh phó bản trước. Phó bản thì hiện tại đang đi phó bản này giống như kiểu phó bản max level rồi này. Úi, úi cái gì đây? Cái phó bản này là phó bản gì đây mà nhìn cũng dài thế nhờ? Sao không kéo được ta? Cày thế. Không kéo được anh em ơi. Thế để đánh đại Hina ngục tối đi ha. Lâu lắm rồi chưa xem lại skill của Hina ngục tối, nhưng mà thôi, chắc không có cơ hội đâu, tại vì Sabo mới vô nó nổ cái chắc chết hết rồi. Bye bye. Ủa, nó không cần nổ đâu, đánh thường cũng được. Đài luôn. Rồi, vô đấu trường đi. Đấu trường này xếp hạng cao cao đánh mới sướng này. Rồi, xếp hạng cao nhất từng là xếp hạng 41. Thì nói chung là 41 thì cũng không phải là một cái hạng rồi đó ghê gớm lắm. Bây giờ đang là 45. Thì bây giờ mình sẽ đánh thử với một cái xếp hạng cao cao một xíu đi. Ui, nhưng mà trong đây mình hơi lạc loài nha anh em. Tại vì mình mới có 144 thôi. Nhưng mà các thanh niên đây đều là cấp tệ lắm, 190 không à. Thế sao mình đánh lại trời. Thanh niên Zuki này cấp 194 nè. Được chiến nhiêu đây? Chiến này là của bạn Zicky này, là lực chiến vô đây, lực chiến 18 triệu anh em ơi, đúng là server 1 có khác. Nói chung là toàn lực chiến cao hồi anh em, tại vì họ lười đến đấu trường thôi, họ lười đến đấu trường hoặc là không on nữa, off không chơi nữa đấy. Cho nên lực chiến cao nhưng mà xếp hạng thấp thì cũng là bình thường thôi. Này 9 triệu nè. Anh em thấy không? Toàn là cấp 190 không sao mình đánh, chắc chắn anh không thể nào mà lại được. Ok, mình sẽ vào đại chiến tân thế giới đi. Đại chiến tân thế giới thì nó hơi cân bằng một xíu, lâu lâu có một số bạn cấp nhỏ này, ví dụ như đây là nhỏ nhất cũng cấp 173 nè, tên là Mo Lucy. Ở trong con hội Mo chắc luôn. Rồi mình đánh thử cái nha, mặc dù mình thua rất là nhiều cấp và cái này chắc chắn là mình thua rồi. Nhưng mà nói chung đánh một trận cho anh em xem cũng được. Rồi Sabo đam cũng khá là nhiều đây. Giết được Xirao Xi luôn. Nhưng mà sau đó Xirao Xi hồi sinh rồi. Ui, Sabo bên kia một hit luôn, muốn đài tè và đánh đấm gì nữa anh em. Thôi. Mình không muốn thấy cảnh này thế nào, tại vì nói chung là cấp chênh lệch quá. Đây là server đầu tiên cho nên là bây giờ hiện tại cấp rất là cao. Có khi 10 cái xếp hạng thì chắc là cái trăm năm là mà cái trang 10 thì là cấp 190 luôn á chứ. Đâu để mình coi có đúng không nha. Nè anh em thấy không? Ở cái bảng thứ 10 là tệ, cái người tệ lắm nằm trong top 100 cũng là cấp 185 rồi nè anh em. Đấy, thì làm úi cấp 185 được kiếm 3 triệu, what the hell. Ê, cho nên là mình không có cửa nào mà so cấp độ và so lực chiến với mấy người này đâu. Oh my god. Mình cũng không biết lý do tại sao bạn Nhân này lại chọn server 1 làm server bạn ấy chơi nữa. Nhưng mà đây có thể là tại vì con ạc này bạn ấy chơi nhưng mà đã bỏ lâu rồi. Thì mình cũng không rõ lý do. Nhưng mà chọn cái server ngay server đầu tiên thì thật sự đó là một cái sự khó khăn rất là nhiều. Tại vì rất là nhiều người chơi đã chơi trải qua một thời gian dài rồi. Cho nên bây giờ mình không thể nào mà đua lại được nữa. Rồi, cảm ơn bạn Võ Thành Nhân đã tham gia series sao ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn tiếp theo nha. Ok, sau bạn Võ Thành Nhân thì sẽ là bạn Diệp Minh. Bạn Diệp Minh này thì cũng là avatar, là một bạn
Một bạn nhân vật anime đang cầm cái cục gì đó đen đen, đội chiếc nón hình con gì đen cũng chả biết là con gì, ở trên đầu có thêm cái cục gì nữa, giống như cái con vật gì nữa. Ui, một nhân vật khá là vi diệu nha. Nói chung mình thấy hình như là từ series sau ạc tới giờ mình thấy đa số đều là các bạn đều để avatar, phần nhiều là để avatar anime nha. Đúng liệt là các dân chơi đam mê anime cho nên mới đam mê One Piece và mới thành ra mới mê game luôn. Và sau đó mới tham gia series sau ạc của mình. Rồi, chúng ta cùng xem thử coi bạn Diệp Minh này ạc như thế nào nha. Jojo. Ok, mình đã trở lại và ạc của bạn này thì chơi bên một cái web đó là Đại Chiến Wano nha anh em. Đây là một cái web nói chung là cũng trong cái thời gian gần đây cũng mới ra mắt gần đây thôi. Ừ, cũng không phải gần lắm nhưng mà nói chung là so với những cái web pirate, những web lậu Việt hóa thì đây cũng là cái web gần đây. Server bạn chơi là server Mihawk, server S21 mắc diều hâu. Bạn nào có chơi cùng server thì có thể lại comment để nhận họ hàng bà con nha. Rồi chúng ta cùng xem thử coi. Ok, rồi, sau khi đã vào game thì chúng ta cùng xem được coi nhạc bạn thế nào nha. Mình thấy lực chiến là hơn 11 triệu luôn nè, cũng khá là nhiều đấy. Và hình như là theo như tin nhắn mà mình đọc được qua tin nhắn thì bạn ấy nói là này bạn ấy cày chay nha anh em. Cày chay từ lúc server 21 ra tới bây giờ luôn. Là cày chay hoàn toàn, không nạp đồng nào nha anh em. Không biết có phải sự thật hay không, chúng ta cùng nhau khám phá coi. Đầu tiên về phản hồi anh em có thể thấy là đúng là không nạp đồng nào thiệt rồi nè anh em ơi. Đây, nếu mà bạn có nào thì chắc chắn là cái vàng này nó sẽ gia tăng lên. Cho nên chắc chắn là cày chay thiệt rồi anh em ơi. Wow, một dân chơi cày chay nông dân cho hay. Và cái sự kiện phản hồi này còn 2.156 ngày luôn, phải liền thật còn nhiều ấy nha. Nói chung là khuyến cáo anh em nạp hay sao á. Ồ, nhưng mà bạn này quyết định là không, nói không với nạp. Đúng thiệt là một dân chơi cày chay thứ thiệt rồi anh em ơi. Cả 168, lực chiến là 11 triệu 8, gần 12 triệu. Tên nhân vật là An. An mà theo viết kiểu nha anh em, An có hai ngôi sao hai bên cũng khá là đẹp. VIP là VIP 12, chắc là VIP 12 này là VIP free rồi. Ok, tại vì bạn ấy chưa nạp đồng nào mà, cho nên nếu mà game này mà có kiểu nạp tiền mới lên VIP thì chắc chắn là không thể nào rồi. Ok, hiện tại đang đi bộ và con pet đi theo là con Severus Ngục Tối, thì con Rumble, con Tinh Linh là con Quả Quả. Quả Quả. Rồi, về xếp hạng thì đẳng cấp là đang xếp top 62, đấu trường là đang top 20. Wow, quá ngon. Nằm trong top 20 là cũng ghê rồi đó anh em. Danh vọng là 53, treo thưởng là 113 và phó bảng là 123. Úi, thanh niên này không mang đồ luôn là ngầu vậy. Thanh niên nào mà ngầu thế nhờ. Tên nhân vật là Ether. Rồi, tiếp theo mình sau về tinh bàn. Thì hiện tại đang chơi tinh bàn Thiên Kiếm Giả. Rồi, bên web này thì có mấy cái tinh bàn cũng khá là hay nè, tinh bàn quỷ và tinh bàn thần. Còn ở bên không có trang 2, chỉ mới có tinh bàn quỷ và tinh bàn thần là hai cái tinh bàn ở sau Thiên Kiếm Giả thôi. Tiếp theo là về tinh linh thì hiện tại đang chơi con chắc là con quả quả rồi này mình vừa thấy xong, nhưng mà chỉ có duy nhất một con tinh linh thôi. Bên đây chắc là hơi khó kiếm tinh linh hay sao ấy. Rồi phần quà kiếm được là 2.000 đá nguyên tố. Xem sơ qua một số về phần quà thì mình thấy cũng không có gì ngon lắm, có cái viên này ngon với lại cái Sura. Ngoài ra là ra cái mảnh FRU4 lấy 50 mảnh cũng được, nhưng mà chắc là khả năng ra cũng không phải dễ đâu. Tiếp theo là về pet thì đang chơi Cerberus Ngục Tối, con này đang khá là ngon rồi, khá là giống với con ạc của mình đúng không ta? Nhạc mình cũng đang chơi Cerberus đúng không ta? Chả nhớ nữa. Rồi, pet phụ thì đang chơi con Rumble, con này chắc cũng khá là cùi thôi, tại vì đây là pet gọi là tư chất cùi thôi, pet tím mà anh em. Rồi, tiếp theo là về đáng đâu có cờ hải tặc nữa, nhưng mà web này có vẻ là chưa cập nhật cái tính năng cờ hải tặc cho nên là không có rồi, cho nên bây giờ mình sau đồng đội luôn ha. Rồi, hiện tại ui cái gì? Sao thiên phú thấp thế? Thiên phú hơi thấp nha anh em, 11 triệu 8 mà thiên phú tối này là hơi toang nha. Thậm chí còn chơi cái thời trang gì đây. Oh my god, đúng thiệt là dân cày chay thứ thiệt rồi anh em ơi. Anh em phải hiểu dân cày chay mà, có tiền đâu mua thời trang ngon. Mà cày chay mà nghĩ sao thiên phú cùi thế này mà lên được 11 triệu 8 là quá dữ luôn. Chắc là tinh thần đồng đội. Chắc là một số đồng đội chơi cho nên thiên phú cao đây, chúng ta cùng chờ đợi xem có đúng không nha. Chắc vậy là trái lá trắng với lại công xanh lớn ghép với hổ đen này. Rồi và đây thì nói chung là thiên phú rất là cùi, nói chung là thiên phú nhân vật chính rất là cùi nha anh em, thậm chí nhìn nhân vật chính tàn vãi lên luôn, nhưng mà chính tàn vãi luôn anh em ơi, không có một cái thời trang để mang. Mình vào phòng phòng lễ phẩm coi, phòng thời trang coi. Ui, không có một cái thời trang nào luôn, đúng thiệt là cày chay. Mà cày chay trong đây không mua được thời trang hả ta? Mình cũng không chơi nhiều nên mình cũng không rõ nữa, không lẽ cày chay mà không dùng vàng để mua thời trang được ta? Mình nhớ là mua được chứ nhở. Ok, đồng đội tiếp theo bạn chơi slide đây.
Rồi, có rất nhiều đồng đội lạ nè anh em. Buget nè, Sparta nè, Trung tướng Tasigi nè. Đấy, rất là nhiều đồng đội mới luôn. Buffalo nữa nè. Đấy, mấy con này mình nói chung là mình đều test hết rồi nha. Bạn nào muốn xem clip test skill thì có thể nhập tên mấy cái con tướng này ra để tìm kiếm trên video của mình nha. Brook nè, ui sao sao bên trang một này không chơi một ai hết vậy. Ui, ông Kizaru này, ông không mang đồ mà tiên vô 3 trừ, còn ghê cả nhân vật chính đấy. What? Hơi khó hiểu nhỉ. Đúng là đồng đội thiên phú nó cao quá anh em, thiên phú nó cao sẵn rồi cho nên là không cần làm gì cũng cao, còn nhân vật chính nó không có được kế thừa như vậy cho nên nó yếu vãi. Đây là ui, đây là Destination Shisa anh em ơi, đây anh em thấy không? Vật công ít trừ luôn, quá dữ. Trác quỷ là trác quỷ cá mập xanh lớn 8 sao. Quá ghê. Và đang mang cái thời trang gì đây? Kumanthong cười. Thì một cái thời trang Kumanthong, ủa? Thời trang Kumanthong là dành cho Shisa. What? Lạ vậy. Cái áo này đang mã vàng khá đẹp và đây là đồ rèn 155. Rồi. Cái này là 145 hả? Ui, ngon lành quá nhờ. Giữ đây anh em. Rồi bên trang 2 nó cùng xem thử coi những đồng đội khác bạn chơi là ai nha. Cái vũ khí này rèn 160 luôn nè. Và ngọc là ngọc trần ngôi sao nè anh em, quá dữ luôn. Rồi bên trang 2, ủa cái gì vậy? Sao không có ai hết vậy? Cái gì vậy? Adu. Adu trận hình 5 người mà. Ủa, vậy là chơi Sparta với Buget á. Mình thấy có mang đồ gì đâu, tàn vãi. Đúng thiệt là cày chay rồi, mình quên mất là bạn ấy là cày chay. Cho nên gật trang bị xong mà nhưng mà cày chay thì cũng phải có một cái số trang bị nó ngon ngon một xíu chứ nhờ. Ok, đây là Aokiji, đây là Jinbei và đây là Yoru. Yoru này là Yoru Hắc Long nha anh em. Và bạn ấy không thèm mang vũ khí, không thèm mang ma khí luôn, mang cái nhẫn thôi. Rèn 150. Ngọc là ngọc lục bảo lôi long. Wow, ngọc này là một cái viên bùi nhùi. Cũng chả biết mấy sao nữa, lát cho xem. Viên ngọc này cái nhẫn này khá đẹp nha anh em có thể nhìn thấy như con mắt luôn nè. Ồ, và thiệt chiêu cũng là 4S trừ thôi. Ồ, tính là thiên phú thấp hơn cả Shisa. Ồ, không biết với cái tem này thì liệu có đánh thắng hay không đây, nhưng mà mình đang thắc mắc tại sao lực chiến lại cao như vậy, với những cái đồ là đồ tàn như vậy thì làm sao mà lực chiến có thể cao như vậy nhỉ, khó hiểu thiệt. Rồi ra đi đánh vài trận xem sao. Đúng thiệt là một dân chơi cày chay nông dân anh em ơi, không nạp tiền và con ác nó hơi kỳ lạ. Quá là nhiều khiến cho mình điều mình thắc mắc. Đây là một bạn mới rồi nên không đánh đâu ha, mình không đánh đâu. Mất công bạn ấy lại nói mình là má công, nhiều khi bạn ấy không muốn đánh với bạn mới mình lại đánh thì kỳ lắm, cho nên mình sẽ lùi lại với bạn cũ thôi, mình đánh với bạn cũ thôi nha. Rồi mình đánh với ông Hanayaban nha, một thanh niên này khá là dũng cảm luôn mà luôn có âm mưu giành được cái ghế của ông Magellan, giành lại chức vị của Magellan. Rồi Shisa, ô nói chung là phá bạn thì dễ thôi, quên hit quýt cái gì đánh được hai cái quả đồng luôn kìa anh em. Đấu trường đi, nhập đấu trường đi. Đằng này thì xếp hạng cao nhất là từng là xếp hạng 17 và bây giờ đang là 20, thì bây giờ mình sẽ đánh thử với một bạn nha. Ui sao tăng cấp cao thế này, tăng cấp cao không anh em ơi, tệ nhất là 175. Rồi mình đánh với bạn Sato nha, đánh với bạn Sato. Bạn Sato này cấp 175 thôi, nói chung là hơn thì hơn mình khoảng 7 cấp, hơn mình 7 cấp nha. Rồi lực chiến sao đây, để xem lực chiến của bạn ơi. Mình là 18 triệu đúng không? Ủa, bạn này có 6 triệu thôi à? Ủa giờ mình không lẽ mình lại thua ta? Á trù, khi nào thua không ta? Để coi coi. Mình đang rất là thắc mắc tại sao cái thiên ui đúng thiệt là mạnh quá anh em ơi. Đúng thiệt là đẳng cấp của 18 triệu nó khác bọt với 6 7 triệu thiệt luôn anh em ơi. Nhưng mà mình đang rất là không hiểu tại sao. Tại sao mà cày chay mà thiên phú nó cùi như vậy mà lại được cái lực chiến ui sẽ kêu Yoro đẹp nha anh em. Kêu Yoro này hắc long này phải nói là đúng đẹp luôn á. Nói chung có rất là nhiều web có thằng Yoro này nhưng mà mình có cảm giác là có phải thằng Yoro mình đã từng test, mình không nhớ là web nào nhưng mà cái thằng Yoro đó bâu nổ đẹp lắm, bâu đơn quý con rồng luôn anh em. Đấy, cũng thương là cũng đi giữ luôn, có khi nào web này không ta? Chắc là web này anh em ơi, đại chiến Wano nha. Wow, dữ dội thiệt. Mà nó là Yoro skill đúng đẹp luôn. Xem lại skill nổ nha anh em. Ý, hiện tại là 100 nổ này, nếu mà đưa Yoro lên đầu tiên là nó cũng được bâu à. Ok. Ngon đấy, nó được rồi, bây giờ mình sẽ mang Yoro lên đầu cho nó bâu. Chủ yếu xem skill thôi, thắng thua không quan trọng. Vô. Đấy anh em thấy không, ra nguyên đầu con rồng luôn. Ủa cái vậy, sao thằng bu ghét đi. Ui, nhìn sát thương đó kìa, 19 triệu hả? Phải lên đó nha. Hình như là 19 triệu, 19 triệu anh em. Còn thằng bu ghét này chắc là nó mang cái trái khắc chế rồi, cho nên là nó không bị sát thương. Đúng rồi, trái lá trắng nè. Lá trắng là khắc tinh của tuyệt chiêu mà. Ồ, nói chung là mạnh anh em. Thôi mình lắp lại như cậu cho bạn. Ok, mình vẫn, ủa, 11 triệu hả? Mình nhầm nha anh em, em đọc 18 triệu, sorry anh em. 11 triệu 8, gần 12 triệu.
mình đang thắc mắc tại sao thiên phú nó kiểu yếu như vậy mà lực chiến lại cao như vậy nhỉ, trong khi mấy bạn kia cấp 170 mấy mà lực chiến có 6-7 triệu thôi. Chứng tỏ là bạn này cày rất là ghê luôn anh em, rất là chuyên nghiệp luôn. Nghĩ sao nếu mà giờ bạn ấy nạp tiền nhiều vô nữa thì làm sao? Nếu mà từ ban đầu bạn ấy không cày chay, bạn ấy nạp tiền nhiều vô, có phải có nhiều thứ để mang không? Anh em có thể thấy là nhân vật chính rất là tàn luôn. Rồi còn các đồng đội khác như Bugatti, đồ này giờ này còn mang đồ 60 level 1 quá nín. Em lực chiến lại cao vãi. Đây là một con ạc cực kỳ là gây tranh cãi anh em ơi. Rất là nhiều sự hoang mang ở đây. Rồi anh em nào có thể lý giải được thì có thể lý giải comment giúp mình nha, cho mình thì mình bó tay rồi. Ok. Đấy, tới đây coi, hai ạc và clip cũng đã 20 phút rồi. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ là video subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình. Tiếp tục vẫn là ngày Tết, chúc anh em ngày Tết thật là vui vẻ và tiếp tục cùng nhau là vui chơi lành mạnh nha anh em, giữ gìn sức khỏe. Rồi, ok, bye bye anh em. Nhớ giải đáp thắc mắc giúp mình rồi con ạc cày chay nông dân này nha. Mình quá là kinh sợ nó.